đấu 15 tháng 7 vừa qua thật sự vô cùng bùng nổ với những khán giả của LCK tại Việt Nam khi Morgan cùng đồng đội đã giành được về chiến thắng đầu tiên của mình trong trận đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi mùa giải mùa hè. Và chúng ta không thể không kể đến những chia sẻ thú vị của các tuyển thủ cũng như huấn luyện viên về những trận đấu sắp tới. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá. Mình là Trịnh Long, chào mừng các bạn đã quay trở lại với LCK Quick View. Fred Brion vô cùng chủ động ở những phút đầu tiên của ván 1 với ulti di chuyển khắp bản đồ, xuất hiện ở tất cả những điểm nóng. Fred Brion kiểm soát được mục tiêu, cùng với đó là sự gắn kết đã giúp họ có được những thắng lợi trong giao tranh. Belfast của ulti ngày một mạnh hơn. Nông Sim không thể có mạng, cũng không thể phòng thủ được trụ, dần đánh mất đi ván đấu vào tay Morgan và đồng đội. Nông Sim cố gắng tìm kiếm cơ hội bằng việc tiến ra rồng ngàn tuổi, nhưng lại để Lava dễ dàng đẩy vào nhà chính không có người phòng thủ và lấy về ván đấu đầu tiên. Và ulti thì đang sẵn sàng cho một tình huống cướp. Kana lao lên làm choáng được, nhưng mà Delay đã có định mệnh bẫy gọi kéo về, pha hút dê vào con rồng của Morgan. Và có cú đập búa khá là tốt của CV, đẩy rất nhiều thành viên của đối phương ra, rồng vẫn còn ở đó. BD là người không tốc biến về được. Rồng đã có cho bên phía của Nim, nhưng sau đó họ giao tranh thành công hay không? Tôi nghĩ rằng sẽ dễ thành công bởi vì Henna có cú cánh, và đã đánh được con Lava đẩy bắn nhà rồi. Nông Sim đưa người chơi đi rừng dự bị là Sylvie vào sân và ngay lập tức tạo được sự hiệu quả, giúp Nông Sim kiểm soát được thế trận và vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sự rời rạc của Nông Sim đã khiến họ không trụ được lâu, dần để Fred Brion lật ngược thế cờ khi ulti và Lava thi đấu quá bay. Nông Sim lại một lần nữa phải co cụm lại để chống trả những đợt tấn công của Morgan và đồng đội, mất đi từng công trình cũng như rồng và Baron. Với lợi thế trong tay, Brion tràn vào và có một pha giao tranh hoàn hảo, lấy về chiến thắng chung cuộc 2-0 trong cặp BO3. Nông Sim không có khả năng chống cự luôn, họ vẫn không lao lên được và Kana quyết định bung chiêu cuối nhưng không giải quyết bất kỳ vấn đề nào cả. Và phần còn lại của bên phía Nông Sim tan vỡ hoàn toàn khi mà Sylvie cộng với lại Effort đã phải nằm xuống. BD là người cuối cùng còn sống sót, nhưng chiến thắng đã thuộc về Brion. Xin chúc mừng Brion với thắng lợi đầu tiên ở tại LCK mùa này. Hang Online vận hành hoàn hảo cặp đôi Kalista và Renata ở khu vực đường dưới, sớm giành về cho Jenny 3 điểm hạ gục. Nhưng một sự chủ quan đã khiến Hang Online phải trả giá ngay lập tức khi Coco liên tục có những tình huống cắm trại ở đường dưới. Aphelios của Prince liên tiếp có những điểm hạ gục, còn Hang Online lại thể hiện được sự rời rạc trong những pha giao tranh và đánh mất đi thế trận. Closer cùng đồng đội thi đấu vô cùng kỷ luật, không để Hang Online khai thác bất cứ một sai lầm nào của mình, dần kiểm soát được từ rồng cho tới Baron rồi nhẹ nhàng đẩy vào nhà chính của đối phương lấy về chiến thắng đầu tiên. Một tình huống tấn công, Prince bị dính cọc băng nhưng mà sát thương trả lại đến từ Closer là nhiều quá. Và bên phía của Hang Online Sport đang cố gắng tràn vào. Caris có sát chiêu hoàn hảo, anh ta vẫn đang cố gắng cọ qua, nhưng Dudu biến mất khỏi bản đồ rồi. Sát thương quá lớn, sát chiêu hoàn hảo lại không có sát thương đến từ Caris. Victor trong tay của Closer có mạng thứ tư trong ván đấu này. Còn Prince thì liên tục sử dụng cho mình thằng Hòa Luân cũng như kết hợp với súng thiên lý để có những pha xạ kích tầm xa. Johnny không còn máu nữa và anh ta bắt buộc phải sử dụng cho mình định mệnh phải gọi kéo V-Star về. Chiến thắng sẽ có mà thôi dành cho Lee Sung Bok ở ngay thời điểm phút 29 này. Kịch bản của ván 2 thậm chí còn nặng hơn cho Hang Online khi Coco không cho Jenny và Vista được chạm mặt lính. Còn Prince lại một lần nữa có quá nhiều khoảng trống để lấy về lợi thế cho Kalista của mình. Liên tiếp là những điểm hạ gục thuộc về Prince, rồi sau đó là rồng và các công trình. Còn Hang Online thì không thể làm gì hơn ngoài việc tháo chạy. Jenny cùng đồng đội không thể đánh phản công, còn với Lee Sung Bok, linh hồn rồng lửa và bùa lợi Baron đã giúp họ dễ dàng giành chiến thắng ở ván đấu thứ hai chỉ sau 26 phút thi đấu. Nào Lucy Bok phi thân, mục tiêu là ai đây? Mục tiêu là Prince đóng đồng hồ câu giờ. Vista có thú thủy ngục thành công nhắm vào người chơi xạ thủ đối phương nhưng cứu được Prince. Và người nằm xuống là Trundle trong tay của Orphic nhưng trả lại một mạng khi đâu cũng phải lên bảng điểm số. Sát chiêu hoàn hảo lần hai đến từ Closer, anh ta chuẩn bị hồi lại và anh ta đang có những cái phú phi tiêu rất đau. Cú lệnh sóng âm thành công đến từ vị trí của Caris nhưng vào chơi luôn đến từ Closer, anh ta nhận được cứu cánh, anh ta sát chiêu hoàn hảo để hạ gục Caris cũng như cứu tính mạng của chính bản thân mình. 3 điểm hạ gục dành cho bên phía của Lee Sung Bok, mỗi người một chấm máu nhưng không ai nằm cả. Và đây sẽ là tình huống kết thúc ván đấu. Tín hiệu quay trở lại với cú dịch chuyển đến từ Closer. Một mình Dudu và một con Ami yếu ớt đến từ Vista không đủ sức để có thể phòng ngự trong tình huống này. Sau những trận đấu nửa thăng nửa trầm, cuối cùng thì Damwonkia cũng đã có thể khép lại giai đoạn lượt đi của mình với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và chỉ xếp sau Genji, T1. Tuy nhiên, Damwonkia đang gặp khá nhiều vấn đề khi phong độ của các tuyển thủ không được vững. Chia sẻ với báo chí, Nuguri tỏ ra vô cùng quyết tâm. Chúng tôi bị đặt tên là người gác cổng.
trở thành ranh giới giữa đội mạnh và đội yếu sau những trận đấu ở giai đoạn lượt đi vừa rồi. Và điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi không muốn nghe thấy cái tên đó ở giai đoạn lượt về nữa. Chúng tôi sẽ đánh bại từng đội tuyển một và dù có thua thì chúng tôi cũng sẽ vẫn phải thi đấu với tinh thần cao nhất. Sự xuất sắc đến từ những cái tên như Drenix hay Lipsenbock đang khiến khán giả hoài nghi về khả năng lọt top đầu của đoàn quân huấn luyện viên Danny. Chắc chắn rằng Damwon Kia sẽ cần phải dốc lại tinh thần để có thể trở lại thật mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về. Sau ngày thi đấu hôm qua, Ferit Meon mới tìm được cho mình chiến thắng đầu tiên trong một cặp BO3 tại LCK mùa hè 2022, mở ra một giai đoạn lượt về chắc chắn sẽ có rất nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, việc duy trì chiến thắng mới là điều quan trọng khi mà Ferit Meon đã phải nhận tới 8 thất bại ở giai đoạn lượt đi. Trả lời phỏng vấn sau khi giai đoạn lượt đi kết thúc, huấn luyện viên Choi Woo-myung của Meon chia sẻ: "Bể tướng ở phiên bản hiện tại là một phần ảnh hưởng rất lớn tới những ván đấu của chúng tôi. Về phía của Morgan, có quá ít những tình huống côn tim, nhưng điều đấy đã được khắc phục và chúng tôi đã có được những chiến thắng ở những trận đấu tập. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm tốt hơn ở giai đoạn lượt về." Cuối cùng, huấn luyện viên của Ferit Meon đã gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ khi đã luôn ủng hộ cho đội tuyển dù họ đang không có được những kết quả tốt. Hy vọng rằng những trận đấu sắp tới, Morgan cùng đồng đội sẽ đem tới cho khán giả những trận đấu thật sự bùng nổ và mãn nhãn. Đó là những câu chuyện thú vị nhất của ngày thi đấu vừa rồi. Và ngày hôm nay chắc chắn sẽ hấp dẫn không kém, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa T1 và Drenix để khởi động giai đoạn lượt về. Một lần nữa, cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên để lại một like và một subscribe cho LCK Tiếng Việt để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất về Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc cũng như quốc tế. Mình là Trịnh Long, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các số Quick View tiếp theo.